Yes. Vâng, chúng ta cùng đến với trận thi đấu thứ hai ở trong trận đấu thứ hai. Và đây là màn hình máy của game thủ Black cầm Greg. Bên phía team team Hà Nội trận thi đấu này thì có Minwan, Choi Son, Kata và Maxe. Đây là quân các cầu thủ bên phía team Hà Nội. Đây là Greg của Black. Sú Con cầm Seng. Còn đây là Sún Sinh. Sún Sinh cầm Roman. Roman tiếp theo là của cầu thủ Linh Sinh. Vâng, hai Sinh gặp nhau. Đây là Seng của cầu thủ Dũng Con ở đầu cánh. Bà Dũng Con đang thiết kế và ăn theo kiểu tàu. Ăn hiệu vòi trước rồi đấy là quả sau. Trận đấu này phụ thuộc rất nhiều vào game thủ Dũng Con cũng như là game thủ đầu cánh bên kia, tức là game thủ Linh Sinh. Vâng, Linh Sinh đầu cánh bên kia chém tốt thì và cánh bên kia thông sớm thì cánh bên này mới có thể đánh được, bởi vì Dũng Con là một bài cầm Seng ở đầu cánh. Chính vì thế mà cũng sẽ rất khó khăn và rất là mệt mỏi nếu Dũng Con không khỏe. Bên phía team Hà Nội có lẽ chỉ có một Minwan là người đáng lo ngại nhất thôi. Minwan dường như là của cái thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ cầm màu 1. Dũng Con được cầm Seng với một cái bài như này, liệu Dũng Con có khỏe được hay không mới điều quan trọng. Còn với một cái bài cầm xe, Dũng Con anh đang thiết kế đưa những con hiêu về với nhà chính nhà của mình. Nông dân ăn gỗ cần phải được bổ sung thì Dũng Con mới có thể thiết kế một chiếc VG sớm sủa. Đôi voi, một bầy hiêu, một quả. Và như vậy thì Dũng Con nên cần thêm một quả bảy nữa thôi là đủ đồ. Cái con hiêu vẫn đang được game thủ Dũng Con lùa về với nhà chính nhà của mình một cách khá tốt. Cần phải dò xung quanh nhà chính nhà của mình thì Dũng Con mới có thể có được đủ đồ lên đời, cũng như là có một cái khung đẹp. Chết dần, biết ngay mà. Thao tác của Dũng Con vẫn vậy, không có gì thay đổi. Đấy là điều dễ hiểu đối với game thủ Dũng Con. Bây giờ thì Dũng Con vẫn đang lùa những con hiêu trong bãi hiêu đầu về với nhà chính nhà của mình. Cần phải cắt thêm dân ra để có thể thiết kế được một chiếc BE cũng như là đóng một cái BG. Dũng Con anh vẫn cần thêm những cánh rừng thông nữa hoặc cánh rừng già nữa thẳng từ góc 3 giờ lên. Liệu Dũng Con có tìm thấy không? Đấy mới điều quan trọng. Câu con voi về với nhà của mình. Vâng. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy của game thủ Dũng Con thôi. Đây là bài mà Dũng Con anh vẫn đang khá giàu. Và hai quả rồi. Đây là một bài hai quả. Rừng thì vẫn chưa nhiều và vẫn chưa phải là quá khung dành cho game thủ Dũng Con. Nhưng chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với những cánh rừng. Tôi chỉ cần từ mép bản đồ hướng từ góc 3 giờ lên thôi, nhà Dũng Con sẽ cực kỳ kín và cực kỳ khỏe. Đấy sẽ là một bài cực khung dành cho game thủ Dũng Con. Vâng, bây giờ thì Dũng Con anh vẫn đang vừa sóc dân và đồ thì đã đủ. Những chiếc BS vẫn đang được thiết kế một cách gấp rút làm sao cho đủ 3S, vâng, đủ số lượng. Bài đánh 26 dân cộng 1 thằng dân chết là 27, 8-20. Khá là khỏe cho cái đủ Dũng Con. Đây sẽ là một cái bài mà có lẽ Dũng Con anh vẫn sẽ đánh A đều. Vẫn sẽ đánh A. Nhưng chủ yếu là đây rồi, một cái BB khít luôn. Không phải, vẫn phải hai cái BE. Hơi đáng tiếc cho game thủ Dũng Con. Một cái BB có phải tuyệt vời hơn không? Nhưng thôi không sao cả, BB mình sẽ đóng ở đây. Chuẩn bài, BB đóng đây, BE đóng kia. Thế là tươi lắm rồi. Cần phải có những chiếc ruộng ở chiếc BG thứ hai thì Dũng Con mình mới có thể kín hết toàn bộ đường vào nhà của mình. Nhà của game thủ Sún Sinh liệu có thể dâng L hay không? Có lẽ là game thủ Black dâng L chéo cánh. Đây là màn hình máy của game thủ Black. Không, Black vẫn dâng L cánh bên kia. Sún Sinh cũng dâng L thật quá xa nhưng Sún Sinh vẫn cứ phải dâng L. Bài nhà Sún Sinh cũng khá là khung nhưng dâng L là điều dễ hiểu. Vì Dũng Con đánh cung thì phải có người chém giảm tải áp lực cho game thủ Dũng Con thì Dũng Con mới có thể khỏe được.
Đây là Ruman của game thủ Linh Sinh. Linh Sinh vẫn chưa được kích đời một cái bài và bãi quả đầu cực xấu. Quay lại màn hình máy game thủ Dũng Con thôi. Dũng Con đang được cầm sen, một cái bài mà không gọi là tàm tạm. Không phải là quá rộng, không phải là quá hẹp. Đủ để cho Dũng Con vẽ được một số lượng ruộng. Có thể sóc được đều 8 nhà và cũng có thể nhảy 4. Đã có con ngựa giò đến từ game thủ núi Liều Mạng chạy sang nhà game thủ Dũng Con. Và đây sẽ là những cái tơn mà game thủ Dũng Con anh sẽ phải chống đỡ một cách cực kỳ mãnh liệt. Vâng, chống đỡ cực kỳ mãnh liệt những tơn chém đến từ đối phương. Đóng tiếp những nhà BA. Đây sẽ là một dãy nhà chuẩn bài như vậy. Dũng Con bây giờ anh đã đánh bằng một cái thẩm mỹ cực cao rồi. Anh đánh chế cả bằng mắt chứ không phải là bằng đầu nữa. Vẽ nhà và bo vế nhà cửa nhà mình cực tốt. Đã xong. Và như vậy 4 nhà đã được thiết kế. Sẽ là những cái tơn mà game thủ Dũng Con anh cần phải bo vế ở cái mép bản đồ. Vâng, sát từ hướng 3 giờ lên, sát mép bản đồ từ hướng 3 giờ lên. Đấy chỉ là hai chiếc BE quá mỏng manh. Và Dũng Con có lẽ tí anh sẽ đập hẳn cái BC ở đấy. Vẫn ăn một cây quả này sao? Vâng, thôi thì cứ ăn đi ạ. Tí đằng nào cũng phải chốt một cái BE. Một cái BS thứ tư. Phong cách mà chim sẻ nắng không bao giờ có. Chúng ta có thể thấy chỉ có ở Dũng Con thôi. Đối với chim sẻ 3 chiếc S là quá đủ. Đối với Dũng Con 3 chiếc S là quá thiếu. Vì thế Dũng Con cần phải chiếc S thứ tư. Nhiều khi top 1 nó phải có độ bay chứ không thể đánh theo cái kiểu cổ truyền được. Vâng, hai chiếc BE đấy nữa. Dũng Con đang khá bay với một cái bài cầm xe ở đầu cánh. Và dường như trong cánh là nhà Xuống Sinh vẫn đang cực khỏe, bởi vì đường chạy từ nhà Dũng Con và chạy vào nhà của Xuống Sinh là cực kỳ xa. Nhưng Xuống Sinh dường như anh đang ăn hoang giữa bản đồ thì phải. Đúng rồi, ăn hoang lui lui ở hướng bên kia chứ không lui về hướng nhà Dũng Con làm gì cả. Anh phải ăn lui ra giữa bản đồ thì những con chém của đối phương mới không phát hiện ra được đúng lúc dân ăn hoang của cái thủ Xuống Sinh. Đây là một bài mà Xuống Sinh vẫn đang có khá nhiều đồ ăn hoang. Quay trở lại màn hình máy của Dũng Con thôi. 39/72 bắt đầu đẩy tân quân đầu tiên rồi. Đây là game thủ Linh Sinh. Linh Sinh đầu cánh là Triệu Từ Long. Và Triệu Từ Long vẫn đang có một cái bài chém thủ thì phải. Nếu tôi không nhầm, Triệu Từ Long đang có những con nông dân chạy lăng nhăng hết nơi, khắp nơi trên bản đồ. Màn hình máy của Black đâu? Đây đầu cánh là Tiếu Ngạo Giang Hồ. Như vậy là nhận được thông tin Tiếu Ngạo Giang Hồ lên cùng. Dũng Con cũng như là Black canh đã chơi thẳng vào nhà cái thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ, cho cái thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ chết luôn từ tập 1. Vẫn đang khá phú vàng. Có một cái bài của cái thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ anh đòi lên cung A thẳng. Có một cái bài dường như Tiếu Ngạo Giang Hồ anh không quá nhiều khung. Vâng, một bài không quá khung nhưng Tiếu Ngạo Giang Hồ anh vẫn đang cực kỳ hổ báo vào nhà Tiếu Ngạo Giang Hồ. Bắt đầu bỏ dân đi chạy rồi, bắt đầu giạt dân điên hoang. Và định máy cái thủ Black ở đâu? Black đâu? Đây là Black 22/32. Black vẫn đang chém khá bay vào nhà của game thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Có một bài Tiếu Ngạo Giang Hồ nhà cực xấu và anh đòi lên cung thẳng, bởi vì chỉ có nước cung A lên Minoan lên cung thẳng thôi thì mới có cửa. Bên kia có một bác xe cái thủ núi Liều Mạng. Và như vậy là Roman cũng đã đóng y để cái thủ nhà cho cái thủ Dũng Con đi rồi. Khá tươi cho cái thủ Dũng Con, mua cái bài mà anh được đồng đội đóng y để thủ cho rất tốt. Vâng, quay lại màn hình máy của game thủ Dũng Con. Bây giờ chúng ta có thể thấy những sự kết hợp ngọt ngào đến từ đường và sữa. Xe đấu đầu tiên, nó không phải là xe đấu của Thái Bình cộng Nghệ An, bởi vì các anh chưa thể hiểu ý nhau lắm. Nhưng bây giờ khi mà mọi thứ đã trơn tru, máy móc đã được bôi trơn bằng dầu ăn thì mọi thứ đang là khá là tuyệt vời. Chúng ta có thể thấy những con chém đến từ game thủ độc cô của bạn vẫn là những con chém cực kỳ khó chịu ở trên bản đồ. Bây giờ thì Minoan đóng A và đã bị lộ. Chúng ta có thể nhìn thấy tên và game thủ Dũng Con anh Đình Quân thực sự là một quái riêng, quá quái luôn. Và bây giờ thì làm sao mà có thể thủ nhà cái tên này khi bây giờ không có ở nhà, rất khó đỡ, đang mất tay chơi lại những con dân cũng như là những con quân thì nhà của anh lại bị game thủ đồng cô của bạn chơi vào một tên khá là đậm. 1-2 con đi vẫn là đấy thôi, đồng cô của bạn anh sẽ cực kỳ mất tay. Nhưng bây giờ thì nhà của game thủ Dũng Con đang cực kỳ là vất vả với những con chém đến từ game thủ Hoàng Anh Nhi chỉ người cầm chơi son thôi. Nhưng chúng ta có thể thấy được cái sự phũ phàng đến từ game thủ Hoàng Anh Nhi, đó là cực kỳ khó chịu khi những con chém của Hoàng Anh Nhi anh đang chém quấy cực tốt. Một kích R của game thủ Dũng Con vẫn
đang người kéo về nhà cầu thủ. Nhà cái thủ xuống sinh bắt đầu đẩy cung vào nhà, đẩy y vào nhà cái thủ núi nhiều mạng chưa, hay đây là một bài núi nhiều mạng đang đánh y thủ. Chính vì thế mà không thể đùa được với Maxe, một bài mà Maxe đánh y thủ được. Tham Lai, Tham Lai mình đang đè quá rồi, nhưng chỉ yếu là bên kia chơi son nhưng Maxe còn nguyên tham, không thể đùa được cái bài như này. Bóng 8, bóng 8 33 trên 48, như vậy là tham bên kia chỉ tầm 33 thôi, tầm 3x. Các cầu thủ bên phía team Hà Nội chỉ tầm 3x là nhiều, không phải là quá tham, không phải là quá to. Đây Roman vẫn đang điên hoàng và đang sóc y để thể thủ nhà cái thủ Dũng Con. Đây là Greg của cái thủ Black cũng đang điên hoàng. Vâng, chúng ta cùng quay lại màn hình máy cái thủ Dũng Con. Dũng Con anh đang chỉ đạo đồng đội để có thể ốp tất tay vào nhà cái thủ màu 4. Khi mà ở trong nhà của cái thủ màu 4, anh vẫn vừa bơm đồ và có thể vừa thủ y để cho cái thủ Tiếu Ngạ Giang Hồ lên được những con cung Nga của Minh Oan. Những con cung Nga của Minh Oan sẽ không nhiều. Chính vì thế mà cái thủ Dũng Con anh vẫn đang đẩy những cái cung R của mình vẫn liên tục vào nhà của đối phương. Anh bắt đầu lên cung Nga để có thể chống lại những con y Maxe đến từ cái thủ núi liều mạng. Khi mà núi liều mạng anh vẫn đang sóc y cực châu tại nhà của mình, đang chơi bãi vàng cái thủ núi liều mạng trước, chuẩn bài là như vậy. Chúng ta có thể thấy cái độ tinh quái đến từ cái thủ Dũng Con, chủ yếu là bây giờ thì anh không được động vào chuột cũng như là bàn phím nhiều. Chính là thao tác của Dũng Con nó không được mượt như ngày xưa thôi. Còn để mà Dũng Con mượt như ngày xưa thì mọi thứ là rất khó khăn được các cầu thủ ở phía team Hà Nội ở trận đấu này. 75/84, Dũng Con vẫn đang cực bay. Làm gì đây? Vẽ thêm ruộng, đóng BC rồi và anh cần phải bung hẳn bên N ra. Bắt đầu sóc tên cung Nga, nâng cấp bổ vàng chưa? Dũng Con dường như anh chưa nâng cấp bổ vàng thì phải. Anh vẫn đang cô lập nhà của đối phương. Và sau đấy là bên này thì không có IA để lên 4. Như vậy là chỉ cần đồng đội của anh hồi to thôi là được. Roman đầu cánh bên này linh sinh chém tốt. Đây Roman của cái thủ xuống sinh, tham lai đã 30/36 rồi, hồi tham cực nhanh. Màn hình máy của cái thủ Dũng Con 88/92. Vâng, vẽ thêm ruộng. Bắt đầu sẽ có những cái cung ốp thẳng vào nhà của cái thủ núi liều mạng trong trận đấu này. Có cả những con cung A hai áo với cả những con cung R. Chắc chắn là như vậy. Cung A hai áo ở trong trận đấu này của Seng, cung A của Seng không xoắn gì những con cung A của Minh Oan cả. Tôi dám cá là như vậy. Bởi vì là cung A của Minh Oan nó không có quá nhiều, nhưng chủ yếu nó được kẹp với y thôi. Tôi sợ, người ta sợ là sợ những con y của Maxe thôi, nhưng người ta không sợ gì những cung A Minh Oan cả. Cung A Minh Oan sẽ được bắt và chúng ta hãy cùng chờ đợi. Đến một tên phối hợp đến từ game thủ Dũng Con và game thủ Xuân Sinh. Đây rồi, Dũng Con vẫn đang phối hợp cùng với Xuân Sinh để có thể bắt được một kích cung A này của Minh Oan. Nhưng y Maxe mới là điều khó chịu. Người ta không sợ cung A Minh Oan trong trận đấu này, mà người ta chỉ có sợ những con y của Maxe thôi. Y Maxe là cực kỳ đông và lại cực kỳ trì. Chính vì thế mà cái việc mà Dũng Con anh đang rất khó khăn và cực kỳ vất vả để có thể chống lại được những con y Maxe. Đấy là điều mà ai cũng lo ngại. Màn hình máy cái thủ Black cũng đang có những con chém cực đông và anh điên hoàng cực tốt trên bản đồ để có thể chém cho Dũng Con. Anh vẫn đang chém cho Dũng Con để cho Dũng Con có thể khỏe. Dũng Con vẫn đang cực to với một cái tham cầm sen ở đầu cánh. Vâng, 26/28, đây là màn hình máy cái thủ Dũng Con. Rồi chơi hết được những con y thì những con cung Nga sẽ nó không có vị gì cả. Một kích cung Nga đang đẩy cùng một kích y. Cứ từ từ mà đánh, trận đấu này không tội gì phải cuống thì mình vẫn đang cực khỏe. Cung Nga Vinh Loan cũng đang được đẩy lên liên tục. Bây giờ anh bắt đầu gọi người rồi. Dũng Con gọi người. Đóng thêm những chiếc nhà BA ở đây, đóng càng nhiều A càng tốt. Khi đây là một trận thi đấu mà Dũng Con anh được cầm Seng. Và lợi thế của Seng là rất lớn khi mà việc Seng sóc quân châu cũng như là những con cung Nga của Seng nó nhiều hơn cung Nga của Minh Oan, bởi vì cung Nga Minh Oan được nhận đồ bơm chứ không phải cung Nga Minh Oan tự lên. Rồi những con y Maxe là áp sát quá đau. Bảo rồi mà, trận đấu này sợ nhất là những con y Maxe, không sợ gì những con cung Nga Minh Oan cả. 84/128. Bây giờ thì những con y Maxe vẫn đang khiến Dũng Con cực kỳ khó chịu với những cái độ trì cũng như là dường như là công giáp là đầy đủ rồi thì phải. Màn hình máy của Roman tụt tham khi mà sáng nữa nhà Dũng Con một tên. Đây là Roman 24/40, còn đây là Seng. Cẩn thận một bài Hoàng Văn Nhi, anh đang điên hoang của nhảy 4. Tôi chỉ sợ vậy thôi. Đánh nhà Dũng Con để cho một nhà bên phía team Hà Nội các anh nhảy 4, bởi vì không ai quản nhà của Hoàng Văn Nhi trận đấu nữa rồi. Dũng Con đang thử nhà quá dẻo, một cái bài mà anh được cầm Seng.
Rồi Hoàng Quỳnh Nhi đã lọt vào một tơn, tôi biết ngay cái sự khó chịu đến từ Hoàng Quỳnh Nhi thì ai cũng biết. Bây giờ thì làm sao có thể chống lại được một cái chém này mới là điều quan trọng. Rất khó khăn cho cái thủ Dũng Con, không thể vẫy ạc nữa rồi. Dũng Con cẩn thận chết rất nhiều dần. Nhà Dũng Con đang lủng một tơn rất đau, chúng ta có thể thấy. Không biết ai bây giờ sẽ là người quản lại nhà của đối phương đây. Mà định máy của cái thủ Dũng Con tham 60 đã quá to rồi, như vậy tham bên kia chỉ tầm 20. Tham bên kia chỉ tầm 20 thôi, không nhiều. Dũng Con đang giật hết cung A vào bên trong để có thể thủ nhà cũng trận đấu nữa. Bên trong anh vẫn đang muốn bên trong thủ được những con chém người thủ Hoàng Quỳnh Nhi đã, sau đấy bên ngoài thủ lại sau. Còn đây là Roman, Roman của người thủ Xuân Sinh. Rất tốt, luồn vào một tơn, luồn vào một tơn, thọc vào một tơn. Đúng rồi, game thủ Xuân Sinh anh vẫn đang có, vâng, sọc thọc sâu vào, không được rồi. Quá khó chịu trong những tơn mà đội bạn thủ nhà dẻo. Bây giờ thì không làm sao có thể vào nhà của Maxe. Nhà Dũng Con tham lai là 64/140. Và những con cung Nga thủ thiếu ngạo giang hồ vẫn đang khiến cho nhà Dũng Con cực kỳ lùng. Chủ yếu là những con nhìn Maxe nó có một độ khó chịu quá lớn. Hoàng Quỳnh Nhi thì sang anh người đi bơm đồ và đi ăn hoang và bơm đồ cho game thủ màu 1 thiếu ngạo giang hồ. Thiếu ngạo giang hồ có thể sóc những con cung Nga minoan, những con cung Nga minoan hai áo. Rất khó khăn nên cái thủ Dũng Con. Đây là một thế trận mà đánh cực kỳ hay và lại cực kỳ giằng co. Một trận thi đấu mà tất cả các thủ đã cực kỳ công hiến rồi. Chém quá công hiến, quá bay. Nhưng chủ yếu là làm sao bây giờ một Dũng Con anh có thể thủ nhà với điều quan trọng. Có khá nhiều nông dân ăn vàng. Minh Đoan đã lên cung A xong và Dũng Con không thể làm gì được. Khi mà đồng đội của anh đồng đội của Dũng Con bây giờ thì không thể làm sao mà vào nhà núi liều mạng cho núi liều mạng bất tay cơ. Ăn một tơn dần núi liều mạng thôi, mọi thứ nó khác bọt rất nhiều. Đây là nhà Greg. Vâng, Maxe cùng với Minh Đoan thủ với nhau. Mọi thứ là cực kỳ hoàn hảo. Rất khó khăn được các cái thủ phía team Thái Bình cộng Nghệ An vẫn không thể vào được, núi đánh quá hay. Một trận thi đấu mà núi cầm Maxe thi đấu cực vũ. Đây rồi, loạt một tơn vào thôi. Vào thôi, Lách ơi. Đúng rồi, Lách đang thọc vào một tơn. Vâng, Lách lắm lông đang thọc vào một tơn trong nhà cái thủ núi liều mạng. Bây giờ thì làm sao mà tách được những con chém của mình ra, tách được nhiều chém ra hơn. Quá hay. Đúng rồi, quá tuyệt vời cho cái thủ Lách lắm lông. Một cái bài mà Lách lắm lông vẫn đang chém công hiến. Tách ra Lách ơi, Lách ơi, tách ra. Như vậy là bỏ 6 đang nở và Dũng Con đang bé. Quá khó chịu. Bơm đồ cho xe thôi chứ còn gì nữa. Bởi vì bây giờ chỉ có nước bơm đồ xe của Dũng Con để xe Dũng Con nở ra thôi. Không còn nước gì khác khi mà cung A của xe thi đấu cung A minoan. Tôi không dám xem máy màn hình máy của Dũng Con nữa rồi, vì nó quá đau tim. Chúng tôi mà Dũng Con đang phải thủ nhà một cách cực kỳ dẻo dai. Tí nữa để xem lại. Ờ không, nhưng mà lọt vào một tơn không ăn được dân thế này thì căng rồi. Nhà của núi liều mạng vẫn cứ phải bơm đồ Dũng Con. Nếu một cái trận thi đấu mà Dũng Con nên được cầm Seng. Đây là Roman, đây là Seng Dũng Con 42/128. Bây giờ thì cả hai cung A đang đấu với nhau, và cung A 7/2 thi đấu với cung A 7/4. Dũng Con vẫn đang cần hồi dân và cần hồi cả quân nữa. Màn hình máy game thủ Xuân Sinh đã hồi tham một cách quá hay trong một trận thi đấu mà anh được cầm Roman. Có lẽ công đầu sẽ thuộc về Xuân Sinh trong trận thi đấu này. Xuân Sinh đang thi đấu cực bảy. Hoàng Quỳnh Nhi chưa lên 4. Như vậy là Hoàng Quỳnh Nhi chính là người bơm đồ, chứ Maxe không phải là người bơm đồ trận thi đấu này. Tôi cứ sợ là Maxe bơm đồ rồi đấy, Hoàng Quỳnh Nhi đi ăn hoang và nhảy 4 cơ. Nhưng mà ra lại không phải. Hoàng Quỳnh Nhi anh chỉ là người bơm đồ cho game thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ thôi. Rất tốt với một cái trận thi đấu mà game thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ đang cầm Roman. Ở đây là màn hình máy của Roman do Triệu Tử Long cầm. Triệu Tử Long cũng cầm Roman và anh vẫn đang đi săn dân khá tốt. Đây là xe của Dũng Con. Dũng Con bây giờ anh đang nhồi gỗ cho đồng đội của mình. Binoan đã phải để giật về. Như vậy là Dũng Con đang có cực kỳ nhiều lợi thế. Cung A là 7/2, người ta là 7/4 nhưng mình không xoán. Vâng, bắn nhử những con cung A. Đấy là phong cách của game thủ Mỹ Đình. Và bây giờ thì đây đúng là game thủ Dũng Con rồi. Những thao tác vẽ ruộng đúng mang đúng thương hiệu của game thủ Dũng Con. Xe bắt đầu lại chảy và Dũng Con bắt đầu lại khổ. Vâng, chiến tranh bùng nổ và Dũng Con lại khổ thôi. Khi những con y nó đẩy vào nhà của mình. Màn hình máy của Roman do Linh Sinh cầm. Linh Sinh vẫn cần hồi tham. 20/52 là tham của game thủ Linh Sinh. Đây là xe của game thủ Dũng Con. Con vẫn đang giật hốc để làm sao đấy thủ được nhà trong tơn này. Giật hốc lên đồi rồi đủ các kiểu.
lên đồi mà ngồi. Vâng, chúng ta cùng quay trở lại màn hình máy ở game thủ Dũng Con thôi. Nhưng mà Dũng Con bây giờ anh đang khá khỏe thì mọi thứ là đang ủng hộ các thủ phía team Thái Bình cộng Nghệ An. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với những tên mà game thủ Dũng Con thủ nhà và các cái thủ phía team Nghệ An, các anh có thể đục khoét vào nhà của Maxe để cho Maxe yếu lực màn hình máy của Greg. Còn đây là Roman 36-52, đục vào được không mới điều quan trọng, phải đục vào được. Hoàng Minh Nhi bây giờ đi ăn hoang khắp nơi trên bản đồ và làm sao mà quản được nông dân của Hoàng Minh Nhi với điều nó mới là điều khó, vì Hoàng Minh Nhi là một người giữ dân cực tốt. Vào đây rồi, xong chém anh em kia. Không hiểu sao núi dạo này anh có thể quản lý bản đồ con tốt đến như vậy, rất tốt cho chúng tôi mà game thủ gần núi anh quản lý bản đồ con. Phải chăng sẽ là cực phải chăng sẽ là một khó khăn đến với các cái thủ phía team Thái Bình cộng Nghệ An nếu mà núi vẫn còn nguyên những chiếc nhà bi cũng như là những khoanh ruộng vẫn đang có những tên chém lòng vòng xung quanh nhà của núi để khiến cho núi mất tay. Màn hình máy của Roman màu 8 do game thủ Linh Sinh cầm. Linh Sinh tức game thủ Noble vẫn đang thi đấu một cách khá bay. Vâng, và như vậy là tôi đã nhầm. Linh Sinh chính là game thủ bé bự. Bây giờ thì Timeline đã đè 7-3 rồi, nhưng mà vẫn chưa quyết được khi mà các cầu thủ phía team nội các anh vẫn đang phụ thuộc rất nhiều vào cung Amin Oan của cầu thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ. Cần phải quản gắt nhà Tiếu Ngạo Giang Hồ thì mới có cửa thắng trận đấu này, khi mà Tiếu Ngạo Giang Hồ vẫn là những con cung Amin Oan 7+4 và số lượng cung Amin Oan của cầu thủ Tiếu Ngạo Giang Hồ vẫn đang còn là khá đông. Vâng, y Maxe đảo để cho những con cung Amin Oan đằng sau bắn. Dũng Con thừa biết cách để khắc phục với một cái bài khỏe như này, chúng ta cứ yên tâm, không sao cả. Dũng Con có một cái đầu cực kỳ quái thì Dũng Con vẫn có thể thể hiện được phong cách của một huyền thoại. Không phải ngẫu nhiên người ta gọi Dũng Con anh là một huyền thoại. Chính vì thế mà những cái tên như này thì Dũng Con anh thừa biết có thể khắc phục được. Đây là một tên cung mà cái thủ Dũng Con anh đang muốn đẩy 3 kích cung A đi 1. Rất phũ phàng cho cái thủ Dũng Con. Anh rất ít khi đẩy cung, nhưng một khi đẩy cung thì là cực kỳ chắc chắn. Tham lai 110-156. Còn đây là Greg. Greg là của game thủ Black. Vâng, Black cầm Greg. Tham lai còn 15 thôi, chủ yếu là quấy được mới là điều tốt. Quấy được, rồi vào đi, đúng rồi. Vậy ở ngoài vào. Quay lại màn hình máy cái thủ Dũng Con thôi, khi mà Dũng Con đang đẩy quân. Đây rồi, có bắt được cái Y trước, sau đấy cung A để đấy sau. Cung A vẫn đang chạy nhông hết cả kèn trên bản đồ thế này thì làm sao mà cung A có thể chơi được với lại những con cung A của Sen do cái thủ Dũng Con cầm. Dũng Con vẫn đang đi quân cực kỳ chắc chắn. Chúng ta có thấy cái độ tinh tế đến từ game thủ Dũng Con rất phũ phàng. Anh đã thiêu cung A và Y, bởi vì Y bây giờ thì cực kỳ khó sản khi mà Y cần có vàng, và vàng nhà của game thủ Lưu Liều Mạng ở bên ngoài là đã gần hết. Dũng Con thì bây giờ anh chỉ cần sóc cung A thôi, chả cần gì phải nhảy 4 thể bèo cả, bởi vì đây là một thế trận thắng các cầu thủ phía team Thái Bình rồi. Cần có 2 kích cung nữa từ nhà Dũng Con lên. Dũng Con vẫn đang dắt khá nhiều cung A trên đường đi. Ừ, bây giờ thì ai cứu được nhà Dũng Con nữa đây? Đây là một thế trận quá thắng rồi. Đây là một thế trận thắng chặt các cái đội viên team Thái Bình, và người cầm chủ lực chính là cái thủ Dũng Con thì lại tôi cực kỳ yên tâm. Đóng cái bên N, không sao, hai cái bên N luôn đi. Anh đóng theo phong cách của Long Keng đi cho nó rực rỡ. Thế vừa đóng bên N bo bế lại vừa sóc được dân. Vậy nó mới bay. Bây giờ mình đánh theo kiểu bay thôi, chứ không cần phải chắc chắn làm gì nữa. Dũng Con tự dưng bây giờ anh đánh chắc chắn quá. Rất phú. Đóng cái bên N ấn vàng, tươi rồi. Như vậy thì anh vẫn cần phải có những con chém đảo trong tên này. Rồi những con chém vào những con sóng đơn, sau đấy là vào ăn dần của Maxe. Maxe bé như một con kiến. Và sau đấy là mình có điều kiện để có thể kết thúc trận đấu này một cách nhanh chóng hơn, đỡ tốn tiền máy. Rất phũ phàng, quá phũ phàng của những trận thi đấu mà Dũng Con được cầm cùng A bên Oan.
hoặc là cung A-sen. Tôi vẫn thích một cái điệu cầm chủ lực đến từ game thủ Dũng Con, và như vậy là núi liều mạng nó resize rồi. Dũng Con cầm chủ lực quá hay, đúng một cái trận thi đấu mà anh được cầm sen. Timeline đã đè 7-3, nhưng đây không phải một timeline tốt cho các cái thủ phía Thái Bình khi mà cung A-min-1 được nhận đồ bông rất nhiều từ đồng đội. Tí nữa thôi thì mình đã có cửa thua, nhưng rất may là người cầm chủ lực là một người có một cái đầu quá tinh quái và lại cực kỳ tinh tế, tức Dũng Con. Không thể tin nổi một bài mà Dũng Con anh vẫn có thể kiên trì thủ nhà đến như vậy. Y Maxe kẹp với những con cung A Min Oan, nhưng Dũng Con vẫn có thể bền bỉ thủ nhà, vẫn có thể có một cái tham lead 2. Không thể tin nổi, rất bay cho cái thủ Dũng Con. Anh đã trở lại thì tôi có thể yên tâm hơn rất nhiều. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi đến với trận thi đấu tiếp theo, trận thi đấu thứ 3 trong trận đấu thứ 2. Tỷ số đang là 2-0 với các cầu thủ phía team Thái Bình cộng Nghệ An.